Tôi đã phúc thiên về bồi cô mẹ nồng nữ bồi tên cô là Hoa Tổ. Chúng ta đã phúc thiên về lắc tam chiếu cô ai muốn học về mua gì? Tôi đã lên cứu tìm kiếm về mua gì trong AI. Tôi đã tìm kiếm cơ hội và châu hồi. Tôi đã tìm kiếm châu chuyên. Tôi nói Việt, tôi biết chia sẻ, tôi chia sẻ châu chuyên. Tôi đã làm việc chúc chuyện bao dung sử dụng Google Document. Hôm qua chúng ta đã trao chuyện về mua một chiếc laptop mới. Bạn bè mua người mua 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 một chiếc laptop mới vì khu một chiếc laptop cũ là rất trong vì cô ấy cần một chiếc laptop mang mẹ cho công việc. Vì cô ấy đã nghiên cứu và tìm kiếm về một chiếc laptop mới. Cô ấy cần sử dụng và mang mẹ cô ấy muốn mua một chiếc laptop mới rồi mua những đô la bồi ngân sách. Bạn bè cao hối, ta cao hối. Cô ấy sẽ mua một chiếc laptop ô chúc chuyện hay của hàng không? Cô ấy muốn mua một chiếc laptop ô chúc chuyện vì cô ấy có thể có ưu thế.
Cô ấy sẽ mua một chiếc laptop. Cô ấy sẽ mua một chiếc laptop. Cuộc tặng. Sau cô ấy đi du khách. Tôi đã tôi đã tôi đã tôi đã phục tùy về vui thở của mẹ đối với tôi khiến tôi là cô đồ chúng ta đã phục tùy tôi ta quyền lật ở trong như cô ai mơ hốt giờ mơ à, chỉ tôi đã đến tôi tìm thêm bè mơ chỉ cháu để ai tôi đã tìm kiếm chào hồi bà chào hồi tôi đã chứng kiến chào truyền tôi về chia sẻ chỗ ăn tôi gần vào lòng bếp tôi xúc thu ăn bao trùm qua bộ hôm qua chúng ta đã chào truyền để mua một chiếc là tha môi văn đề một hồi mua một chiếc lắng tầm môi vì cứ một chiếc là thấp cũng là chiếc trong vì cô ấy cần một chiếc laptop mang mẹ tổ con bé mẹ tổ không biết mẹ ở đã linh thu và kim tiền để một chiếc laptop mới. Cô ấy căn nhớ và văn về cô một chiếc laptop mới lôi mùa nương tổ làm vội đang sắc xúc văn về cao hôi tả cao hôi sẽ mua một chiếc laptop thức truyền hai của hành cùng của muốn mua một chiếc laptop tăng của chất truyền thì của ai của chất ai có nên kiếm truyền về một chiếc laptop.